Sai DS ơi. Tiền gì không sai, nhưng có FPT sai. Anh em yêu cầu quá trời, nóng quá. Chắc là do là quá ngao ngán với nhiều ESU trắng đen nên khi các tuyển thủ pick ESU ở đấu chén vọng đấy ạ, đã nhận được vô vàn sự quan tâm từ anh em. Cụ thể là ở tuần 3 nhá, trong game 4 giữa FPT và Heavy, FPT sai cho anh ta chiêm ngưỡng khả năng vẩy ESU siêu hạng khiến cho chết không được chơi game. Đặc biệt đây là trận đấu đầu tiên của sai cầm ESU ở giải đấu thì lại càng bị soi xét, gặp nhiều áp lực. Vậy anh em tò mò cách cài đặt nè, cách ngắm của sai không, liệu có khác biệt và đáng hỏi? Nếu có, hãy cùng trải game xem thao tay của FPT sai với con bài ESU ngay bây giờ. Quá trời hot luôn. Và đây là cài đặt ESU của sai, anh em thử xem liệu có bạch phát bạch trúng không nhá. Rất nhiều anh em yêu cầu, vậy nên triển ngay nào. Quá trời luôn anh em ạ. Toàn là bình luận nào là ESU trong tay sai đi, ok bạn ơi. Và nếu anh em có yêu cầu thêm các tuyển thủ khác hoặc là những cái trận đấu khác của sai đấy ạ, hãy comment dưới video, TNG sẽ làm và gửi tới cho anh em nhá. Đây là một nhân tố mới anh em ạ. Và có nhiều anh em có hỏi TNG là sai có sánh ngang với SS được không. TNG nghĩ là mọi sự so sánh đấy ạ, nó quá là khập khiếng luôn đấy. Hãy chờ đợi thời gian đi anh em, anh chàng này mới chỉ là debut thôi mà. Nhưng mà TNG thấy là đây là một cái nhân tố tuyệt vời, rất đáng chờ ở những cái trận đấu sau. Góc trái là cái lối trang bị anh chàng này các bạn nhá. Anh em thử áp dụng xem là cái độ hiệu quả như thế nào nhé. Còn về bảng ngọc đấy ạ, thì TNG check ở trong cái phần in game khi mà xem giải đó anh em. Không biết là bên gà rán họ có gọi là edit đúng hay không, nhưng mà chúng ta cũng có thể coi là tham khảo các bạn nhá. S100 đăng video quá. Xin thưa bạn là TNG vừa ra chuyên mục đó chính là video short. Vâng, gửi tới cho anh em những cái video tóm tắt những cái thông tin mới bị như là chỉnh sửa của CDK chiếc cuối các kiểu này ạ. Đó. Nên các bạn nhớ bấm vào phần short ở trên kênh để mà coi nhá. Hiện tại nó chưa thông báo tới cho anh em, nhưng sắp tới sẽ có thôi. Thật ra thì TNG có lập một cái kênh short để mà gửi tới cho anh em riêng biệt về nội dung, nhưng nhiều anh em khán giả bảo là sao S không làm luôn ở kênh chính để bọn em có thể dễ dàng theo dõi. Ok, chỉ cần các bạn muốn thôi là TNG thực hiện và chiều ngay. Ôi ôi, áp lực. Ôi chết, định làm gì đây? Nhìn làm quả thuốc cà rốt, tưởng định ra khô máu luôn cơ. Có cách nào cho team biết ép không hả S ơi? Chứ một mình em ép đường khó quá. Bốn thằng còn lại nó ngao ngáo đấy ạ. Thì theo trảm game nhá, mình cứ chat đi bảo là ép win sớm, săn mạng nhiều vào và tranh thủ đấy trụ. Còn nếu mà team vẫn theo đấy ạ thì thôi anh em, làm trận mới cho nó gọn lẹ ha. Phải nói đấu chơi vọng mùa xuân năm 2024 này đấy ạ, quá trời nhân tố luôn đúng không anh em. Thứ nhất là nhân tố mới nào, đây là cái điều hiển nhiên rồi anh em, mùa giải nào chả có. Nhưng mà sai TNG nghĩ rằng đây là một nhân tố hơi bị nặng ký đó. Vì sao ạ? Vì TNG có theo dõi fanpage của, có phải fanpage nhỉ? Fanpage và fake cá nhân của các tuyển thủ như là Eri nè, rồi là Pri. Đấy, thì TNG thấy là thanh niên này như cũng là một nhân tố có ADN vàng đấy anh em ạ. Ở cái tựa game khác thì sao ấy, nghe nói là đệ của Eri. Nên bắn nói chung là xạ thủ cũng rất là ghê và máu chiến. Đấy chỉ là thông tin ngoài lề thôi anh em ạ, chưa được kiểm chứng nhá. Sao mình chơi Morat cảm giác Zena không áp lực mấy vậy ta? Ai bet Morat thì xin tip được không ạ? Thì xin thưa bạn là con cái này phải tùy đến kẻ địch nhá. Nếu Zena biết chơi đấy ạ, Morat cực kỳ khó hành. Còn nếu bạn gặp Zena gà quá đấy ạ, ui đơn giản mà. Đặc biệt Zena mà đánh lên đồ kiểu là chắc chắn, rồi là có những pha đúc bụi bất ngờ đấy ạ, chắc chắn sẽ tạo hiệu quả rất là cao nhá. Và quan trọng hơn là đánh từ hòa tới thắng. Ok chưa? Trận này công nhận là khổ chết thế nhở. Cứ bắn trúng thế này thì lại khổ thân quá. Cóc thì lại không thể che chở quá nhiều được, đúng không ạ? Trong khi cái trận đấu này thì thêm nó quá áp lực đi anh nhìn đi ạ. Ui, ổ báo chứ kìa, nhìn Zutan đi anh em. Băng xả, băng bổ các kiểu. Phải công nhận là năm nay khó dự đoán quá. Lúc mình bảo là tưởng là One Star On Win đúng không ạ? Rồi là ZZ Line, rồi là các đội tuyển thủ khác. Nhưng không ngờ là FPT là nhân tố tạo ảnh hưởng lớn các bạn ơi. Và Trảm Game cảm ơn anh em rất là nhiều nhá, đã ủng hộ tạp hóa ở TNG. Yên tâm, cái gì cũng có các bạn ơi. Nhiều tướng, nick nhiều trang phục, tạp hóa TNG có hết. Các bạn nhớ ủng hộ nhá. Nếu các bạn gặp sự cố, liên hệ ngay fanpage Trảm Game TNG để đảm bảo quyền lợi của anh em các bạn nhá. Yên tâm, cái gì cũng có luôn ạ. Lâu lâu thì phải làm tí anh em ạ, để anh em còn biết mà ủng hộ tạp hóa ở TNG các bạn nhá. Chứ không anh em lại không thấy tôi quảng cáo đấy anh em ạ. Tôi không làm chết giờ. Nói chung là YouTube nó cấm quảng cáo anh em ạ, thành ra là mình phải tuân thủ thôi. Chúc S một ngày tốt lành nhá. Cảm ơn bạn. Cho em hỏi là Cham Lily đấy ạ, nếu như kẻ địch có nhiều vị tướng máu mỏng quá đấy ạ, không lên, không cần, tức là bọn nó không lên kháng phép, thì có cần phải lên đồ xuyên phép không? Nếu thích thì lên nhá, còn không đấy ạ, lên đồ cào cho phê bạn nhé. Máu mỏng mà đúng không ạ, cào một phát bọn nó bay màu luôn, không phải lan tăn quá nhiều.
Và TNG cần phải nhắc lại cho anh em nếu mà lần đầu tiên xem góc nhìn tuyển thủ ở Tràng Game. Thứ nhất đấy ạ, góc nhìn tuyển thủ ở Tràng Game không phân tích, không bình luận về trận đấu này. Tràng Game chỉ muốn cùng anh em xem FPT Sai đánh ESU như nào, có gì để học hỏi không, và xem cách anh ấy di chuyển, cách anh ấy run ngắm, ok. Và chúng ta cùng xem đồ trang bị ngọc của anh ấy, chứ không phải là vấn đề là bình luận trận đấu này ra sao, bình luận đội tuyển FPT như nào các bạn nhé. Mấy cái thứ đó đấy ạ, các bạn có thể lên trên trang của Gà Rán, tức là Gaiana đấy ạ, ở trên YouTube đấy ạ. Các bạn có thể xem và xem các bình luận viên họ bình luận về trận đấu này. Còn xem Tràng Game chỉ muốn giao lưu kêu với anh em. Tràng Game chỉ muốn chia sẻ với anh em cái góc nhìn về lối đồ, lối trang bị của Sai. Giờ là chúng ta cùng học hỏi cách di chuyển của anh ấy, cách farm của anh ấy, và đúng vậy, cách ngắm rặn để mà đồng đội nó bất chửi, ok chưa? Chúc em nhiều sức khỏe nha. Cho em hỏi là Vio mùa hiện tại đấy ạ, Ram Anh Đơn có mạnh không? Có mạnh nhá. Nếu bị ép đấy ạ mà team không biết thủ phải đánh như nào? Từ từ cấu đỉa dọn lính thôi, còn không đấy ạ, làm trận mới bạn nhá. Nghĩ tích cực lên. Đúng ạ, game chỉ là giải trí mà thôi. Anh em đừng có áp lực quá. Anh em áp lực quá thì làm sao làm đến việc khác ạ. Đúng ạ, thời gian chúng ta làm gì? Học tập, làm việc, chăm sóc gia đình, chơi với bạn bè, đúng ạ. Còn giải trí là hãy tới bên Liên Quân. Còn nếu bạn chỉ là muốn xem video thôi thì hãy đến với Tràng Game các bạn nhá. Anh em thông cảm một chút, cái giọng của tôi thì hôm nay nó hơi bị khàn các bạn ạ. Tại vì dạo này tôi tăng thêm clip, tức là tăng tiến độ làm video thêm thôi anh em. Thành ra là cái giọng của tôi nó hơi bị quá tải, hơi bị chịu nhiều áp lực các bạn nhá. Nên có gì hết sức thông cảm, hết sức thông cảm các bạn nhé. Tôi nghỉ game cũng được nửa năm rồi. Thoải mái đi bạn ơi, lên kênh video TNG xem, đảm bảo không bao giờ tôi cổ luôn. Cho hỏi là Iggy còn mạnh và hợp beta không? Còn mạnh và rất hợp beta bạn nhá. Nói chung là anh em hỏi câu nào ngắn gọn đi ạ, thì TNG trả lời đúng kiểu ngắn gọn luôn, để chúng ta thể là trở lại tập trung với Sai, xem anh chàng này ngắm bắn và áp lực như nào các bạn nhá. Trời ơi, cứ bắn lìa đỉa này thì bọn nó làm sao chịu nổi nhiệt đây. Các bạn nhìn đi, tôi dùng từ bọn nó tại vì là trong cái video này tôi chỉ quan tâm đến Sai cầm ESU thôi, chứ tôi không muốn dùng từ là làm sao Sai có thể tức là làm sao heavy để chịu nổi Sai đây, rồi là làm sao chết để chịu nổi Sai đây, các thứ kia tôi bỏ qua các bạn nhá. Tôi chỉ đọc đúng tên tướng thôi, như là kiểu là Slim làm sao mà chịu nổi nhiệt, làm sao mà farm được khi mà ESU của Sai ngắm bắn khó chịu như vậy. Anh em chúng ta cần phải quan điểm rõ ràng như vậy, tránh tình trạng anh em bảo là tôi bảo là đội nó rồi thằng này thằng kia thì anh em lại bảo là tôi không tôn trọng này nọ kia là không được. Tại vì sao ạ? Xem góc nhìn tôi nha, tôi chỉ quan tâm là ông Sai này đang đánh ESU thế thôi, còn lại những cái thằng khác đấy ạ, tôi chỉ coi là thằng Slim, thằng Cock, thằng Richter thôi nha anh em nha. Chứ tôi không có đọc tên tuyển thủ và tôi không quan tâm là bên kia là ai các bạn nhé. Mặc dù mình biết là bên kia là Heavy và những tuyển thủ đó họ có tên có họ cả. Đang tập chơi Phoenix mà không có tiền mua skin mới phải làm sao? Chơi mặc định đi bạn ơi. Mặc định cũng được mà, mình chơi mặc định nó còn ấn tượng, nó còn tưởng là mình là Peugeot, anh em hiểu không? Chứ còn cầm skin vào mà đánh không hay nó còn chửi cho chứ. Ok chưa? Giờ tôi mới để ý nhá, hôm qua là bên Gà Rán họ đăng tải lên cái đội hình MVP, hình như là có Boca phải không ta? Chứng tỏ thanh niên này cũng ghê phết đấy nhở? Đúng không? Trước đây tôi tính làm chọc rồi là làm các tuyển thủ khác, nhưng mà bây giờ thấy Boca đúng ghê gớm thật đấy. Đúng là toàn những cái nhân tố trẻ mà lại hoành tráng. Chứng tỏ là nếu mà năm nay mà không lên nhì kiểu là Á quân được ấy, thì chắc cũng phải tầm đội thứ 3, đội thứ 2 nhờ anh em. Thì có khi 1-2 năm nữa lại thành ngôi vô địch, xoán ngôi của SGP cũng nên chứ. Để tôi đoán vậy anh em ạ. Bởi vì dù sao thì người ta bảo rồi, che già thì măng mọc, đúng không? Chúng ta không thể biết trước được cái điều gì cả. Lúc đầu tôi không nghĩ là một cái đội hình như của FPT này là có thể làm nên chuyện đâu nhá. Tôi lúc đấy chỉ nghĩ rằng là cầm cự được ở top 4, top 5 là rất là tuyệt vời rồi. Đấy. Nhưng mà không nghĩ là tạo nên cái sức bật và cái độ hot như vậy luôn ấy. Thực sự bây giờ xem FPT đánh nó còn thú vị hơn cả xem Wanta và SGP các bạn. Từ từ nào, hình như tôi nói nên nó lọt phải không? Ý của tôi là xem FPT bây giờ còn cảm thấy thú vị và hồi hộp hơn cả xem Wanta và SGP các bạn nhá. FPT, SGP, ôi trời ơi. À, thì ra bây giờ tôi mới để ý là cái từ FPT và SGP đấy, nó hơi gần giống nhau. Thì ra tôi không biết là tôi có nói đúng hay nói sai. Chắc anh em coi video lại mới thấy. Thôi bỏ qua đi, chúng ta trở lại với Sai đi nào. Và một câu hỏi kêu ơi khá thú vị nè. Anh thấy tôi lên màu này, mùa này ông ơi, có ok không ạ? TNG vẫn thấy ok mà. Em Cham Tulen mà mùa này đánh suốt mà chả được MVP nào, đấy là do ông thôi.
Thứ nhất ấy, chăm farm lên một tí đi bạn ơi. Thứ hai ấy, phải đến đúng lúc để mà có thể vét mạng chứ đúng không ạ? Khi đấy chúng ta mới có nhiều tiền, nhiều tiền mới có thể lăn cầu tuyết, mới có thể end game được. Tấn công nào. Hôm qua tôi đăng một cái góc nhìn lên trên fanpage, tôi ghi là FPS. Trời ơi. Ông anh em xem cái FPS đi, FPS là 60 đúng không ạ? Tôi thấy đúng là kiểu già rồi anh em ạ, già thật rồi. Tôi ghi tên đội tuyển là FPS. Phải là chính xác là FPT các bạn nhá. Thì tôi kiểu là không hiểu sao kiểu nó kiểu bị quen ấy. Thành ra vừa rồi mới có sự nhầm lẫn giữa FPT và SGP. Đấy kiểu dạng như thế, nó cứ có chữ TT rồi PP, nó cứ giống nhau quá cơ. Chắc anh em cũng thông cảm cho mình thôi đúng không ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng anh em cũng thông cảm thôi, chứ tôi cũng 30 tuổi rồi chứ có trẻ trung như thế đâu đúng không ạ? Sau qua mấy cái đợt Covid thì cũng hơi mất trí nhớ dần dần rồi. FG chưa? Anh em nào thấy cái đồ đạc của Sai ok không nào? Có thể áp dụng vào rank được không? Comment dưới video một tí đi để anh em mình cùng trao đổi nào. Đây rìa nào. Ui, không sao anh em ơi. Tôi cũng hay lâu lâu có những cái pha nó bắn gọi là ngắm rìa cho nó áp lực thôi, chứ còn chúng hay không điều đó cũng không quan trọng thật lắm. S nè. Ui, bắn tay cũng thấm chứ, đừng đùa. Đồ đạc thế cơ mà. Ui, thanh niên hỏi là một câu hỏi kỳ dị nhá. TNG không bán bạn nhá. Và ui xồi ôi, quan trọng gì mấy cái áp lực tay gì đâu anh em. Còn vấn đề map rồi hack các thứ đấy ạ, gà rán họ sẽ xử lý dần dần, các bạn yên tâm đi. Giống như là hôm qua đấy, họ đã đưa thông báo là ông nào mà để tên kiểu là tên không đúng hợp chuẩn, rồi là không đúng quy cách, rồi là tên xanh đỏ tím vàng các kiểu đấy ạ, hay là tên dài ngoằng, rồi là tên tàng hình các kiểu, thì tối nhà đổi tên lại nhá. Mua thẻ đổi tên hoặc là cày thẻ đổi tên đi nhá. Không là 263 họ chảm như chơi đấy. Còn chảm như nào tôi không biết. Có khi là kiểu là khóa 2 tiếng hay là gì đấy để cảnh báo, rồi là bắt các bạn đổi tên đi. Có thể là như vậy anh em ạ. Nên các bạn cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng mà đáng ra như vậy thì gà rán họ phải tặng cho mình một thẻ đổi tên, hoặc là tặng cho toàn server một lần đổi tên free cho anh em nhỉ. Như thế nó hợp lý hơn. Bởi vì từ trước đến giờ tôi không biết là chắc chắn không nha anh em nhá. Cho tôi hỏi là trước giờ là gà rán có đưa ra cái bộ luật nào về vấn đề đặt tên không? Nếu mà không đấy ạ, thì rõ ràng là họ chưa kiểm soát được. Thế thì họ đáng ra phải tặng cho toàn server là một lần đổi tên, đúng không ạ? Một lần đổi tên free chứ. Elsu lần này thêm quả sạn cung cái này thì ép trụ lại tuyệt vời rồi anh ạ. Hay chính xác là em nhà chính, bởi vì trụ bây giờ còn cái nào ở trên bản đồ đâu. Bắn nhanh, rìa xa hơn đúng không ạ? Cấu căng hơn. Cứ gọi là tuyệt vời. Trận đấu này thì TNG không theo dõi chính xác đâu. Bởi vì hôm đó TNG bị bận, thành ra là xem xong kết quả TNG phải ối dồi ôi. Ối dồi ôi luôn anh em ạ. Phải nói thật là như thế. Nhưng mà TNG có xem trận của OneStar với FGP các bạn ơi. Trận đấu đúng là kiểu đánh kiểu gần hiệp 2 luôn. Nếu ví dụ nha, ví dụ có một trận đấu mà đánh tận 2 hiệp của một trận đấu thì như nào anh em nhỉ? 90 phút thì sao nhỉ? Chắc cũng đỉnh phết các bạn ơi nhỉ. Trận đấu đấy là 50 mấy phút ấy, 51 hay 53 nhỉ. Quá là dài luôn. Đây bàn tay nè, bàn tay từ từ đấy các bạn thấy không? Vào rank thì nhớ bàn tay giống như là Sai các bạn nhá. Bàn tay nhiều vào, đồng đội mới yêu quý được. Chứ gần thế này mà rặn thì cũng hơi buồn đấy. Đấy cứ thế mà bắn thôi. Đơn giản chưa? Và đó chính là góc nhìn của Sai. Video này TNG hơi tào lao một tí, nhưng mà không sao. Nhưng kệ đi. Anh em yêu cầu góc nhìn của ai, hãy comment dưới video nhé.